Dire Team Pick. Úi dồi, nghe Dire Team Pick rồi. Radiant Team Pick. Và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu thứ 3 của ngày hôm nay, game đấu giữa Quantic Gaming và Rattlesnake. Trong khuôn khổ wildcard của The International 3 được cover bằng tiếng Việt bởi Dota 2 VN và được cast bởi Meo Meo. Mà hôm nay thì đang dở bữa nhưng mà vẫn cast cho anh em. Lúc này thì Rattlesnake Gaming lại có được CK nhưng với Quantic Gaming thì họ có IO. Bây giờ thì tách rồi hai thanh niên này ra. Quá buồn nhưng còn chuồn chuồn. Nhưng chuồn chuồn thì rồi nó có chết bay thôi, không phải nó à. Lúc này thì bên phía Rattlesnake Gaming họ tiếp tục bàn Tran và OD. Vâng, có thể nói là cái khả năng dự đoán, cái khả năng phân tích của Mèo đạt đến tầm là Bờ rô rồi, bởi vì chúng ta nhìn hai lượt ban đầu tiên của Rattlesnake Gaming, OD và Rat và Tran. Những gì mà em phân tích ở trước cái game đầu tiên ấy, cái lúc mà free show ấy, nó đang hoàn toàn chính xác so với những gì mà Rattlesnake Gaming đang ban. Cùng với đó là Quantic Gaming, Bad Rider, Alchemist, DK. Những cái mà em đã dự đoán trước đều đang được diễn ra. Bây giờ thì bên phía Quantic Gaming đã ban được DK và Enchan rồi. Còn với bên phía Rattlesnake thì sao? Ten và sẽ là một hiệp tiếp theo. Five thực sự mà nói thì nhìn cái đĩa mì ở dưới rất muốn ăn, bởi vì rất là nói nhưng mà biết làm sao đây. Vâng, mình vote một phiếu đấy là IO gì nhỉ? Vâng, lại là Razer. 3 game rồi Rattlesnake ban Razer. Radiant cả 3 game luôn. Và lúc này thì Rattlesnake đã có được cho mình core hero thứ hai, đó là Gyrocopter. Nhưng với Gyro thì CK phải chăng là support? Support. Ok, mình sẽ ăn và hết ban pick mình sẽ trở lại với tất cả các bạn. Mặc dù như vậy thì khi mà nếu như mà em up lên, clip lên ấy, thì sẽ không lấy được. Nhưng mà thôi, giờ sao thì em chỉ làm trò nói cáp thôi. Vậy cho nên là em sẽ ăn. Các bạn sẽ có thể nghe tiếng ăn của em. Và sau đó thì các bạn có thể ngồi việc nghe tiếng ăn của em. Cùng với đó là có thể ngồi xem ban pick của Quantic Gaming cũng như là Rattlesnake Gaming. Seconds remaining.
Thằng giấu mặt quá. Reserve time. Radiant team pick. Sven stands ready. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Phải tới với anh em là thanh niên nấu hộ meo meo mặn DTCN. 10 seconds remaining. Mặn vãi luôn. Thôi, 5 seconds remaining. Tạm thời. Bình văn luận đã. Mặn này ăn xong chắc. Reserve time. Tối phòng vệ sinh nó khai mù luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt bàn cuối cùng đấy thì phải quan tâm mình. Mặn quá, mặn quá. Ôi ơi, to chân vào quạt. Bây giờ thì lượt bàn cuối cùng đến từ bên phía team quan tâm mình đấy là Phu Điền, nhưng ngay lập tức có CM cho bên phía team Rattlesnake. Beatmaster sẽ là Herodis. Rất khó à nhá. Khả năng là beat đi mid. Máy bay là hero solo land. Solo land ngắn ở trên. Họ sẽ đánh offensive trial land. Lúc này thì à không. 10 seconds remaining. Còn lượt pick cuối cùng cho Quantic Gaming. 5 seconds remaining. Họ có IOCK à nhầm IO Sven rồi. Darkseer Lestrak, hero solo mid của Quantic Gaming. Rất khó để lựa chọn. Vâng, như vậy là dự đoán của mèo mèo một lần nữa lại chính xác với Lich cho Quantic Gaming. Lich sẽ là hero đi đâu đó. Nhưng đây là một cái pick mà mèo mèo đã dự đoán trước rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lượt chia len đến từ bên phía dậy ăn. Lượt chia len đến từ Quantic Gaming cùng với đó là Rattlesnake. Vâng, mình dự đoán vào lúc mà pre-show. Nhưng bạn nào ở đây không xem pre-show ấy
thì các bạn sẽ không được biết cái dự đoán đến từ phía Mèo Mèo. Dự đoán của Mèo Mèo gần như ngày hôm nay trúng khá nhiều. Vâng, và Lick thì đương nhiên là đi solo land rồi. Lick của Vanzi, Lick của Quantic luôn luôn đi solo land. Đi luôn luôn đi solo cái land dài. Đó là cái thương hiệu mà mẹ đã nói từ trước rồi. 30 seconds to battle. Người đi mid sẽ là Bucking Mad với Darkseer. Chualan ở safe sẽ là Io, sẽ là Lestrak và sẽ là Sven. Nếu như bạn nào ở đây còn ngồi ở đây và đã ngồi từ lúc pre-show thì các bạn sẽ nhớ đến những cái màn phân tích của Mèo với Lich, với màn ban OD và Trent, với màn này nọ lọ chai, và có vẻ như là khá đúng. Còn bây giờ thì Rattlesnake vẫn quyết định chọn cho mình là Offensive Trident. Máy bay sẽ là người farm ở trên, đối đầu với Lich của Fungi. Ở mid sẽ là Darkseer và Beatmaster. Denied. Ở dưới sẽ là một màn đối chọi giữa hai thanh niên stun cực khủng. Vâng, liên tục là một màn dùng cái skin 1 để có thể harass đến từ phía CM với Frostbite. Frostbite khá đau. Công bằng mà nói, Frostbite khá đau ngay từ level 1. Nếu như chẳng may để đi quá giới hạn, bị CK kéo stun thì chắc chắn là Io lên bạc. Bây giờ thì bụng đang hơi có vấn đề, nhưng đã ok lại rồi. Hy vọng là không mid first blood. Lúc này thì ở mid Bucking Mad liệu có thấy con gà hay không? Anh ơi, con gà không bắt được gà rồi. Ở dưới thì Sven và CK sẽ là hai carry để farm. Trong khi đó thì ở trên MacBim sẽ farm cùng với Lich, nhưng rõ ràng là với Lich với cái skin 1, skin 3, anh ý sẽ có thể có trò đấy là cắn creep mình để cản không cho máy bay có thể ăn được level. Cùng với đó là dùng skin 1 để spam vào mặt của máy bay. Rất khó chịu cho MacBim. Trận này thì Sokra vẫn tiếp tục là carry. Có vẻ như Sokra thiên nên đánh hero nào đó mà ngon lành một chút. Trong khi đó thì Bucking Mad tiếp tục là Darkseer. Double damage cho Kabu. Trận này Kabu sẽ đánh CM. Như vậy là đổi role rồi. IC sẽ là người cầm carry chính. À không, như vậy là họ đánh với hai core vẫn như thường thôi. Có điều là họ đổi. Họ đổi, họ vẫn sẽ là hai carry với Lua và IC. Nhưng thay vì trận trước thì IC solo, còn Lua là người carry chính. Thì farm chính thì bây giờ người farm carry chính lại là IC. Ở dưới lúc này thì Sven và CK đang farm 1-9, 1-10. Liên tục DOH đến từ bên phía team Rattlesnake, ngăn không cho support của bên phía team Quantic Gaming có thể làm gì được. Đá về rồi, Sun focus vào Kabu. Ngực to để làm cái gì? Sun đến từ phía CK rồi, ai là người sẽ chết đây? Như vậy là lúc này từ phía VSEC. Và người bạn đầu tiên đấy chính là CK. Như vậy là VSEC là người bạn đầu tiên và họ đã được first slot cho bên phía team Rattlesnake. Lúc này thì focus vào thì EO sẽ bị slow đến từ phía VSEC, nhưng đã có tether đến từ phía EO rồi. Bây giờ thì CK VO sẽ đi về được, nhưng họ đã có một first blood cho bên phía team Rattlesnake, cùng với đó là một mạng để từ phía CM cho bên phía team Quantic Gaming. Quá đẹp. Bây giờ thì CK, như vậy là CK mua đồ khá là bé. Vâng, anh ấy chỉ có 3 rau muống và 1 star shell thôi. Đồi máu đã dùng hết rồi. 1k tiền phải chăng lên trade luôn. Style của Sokra chăng?
Trong khi đó thì Darkseer ở đây sẽ bị slow đến từ phía Vsec. Không, đây là bây giờ thì Dark, bây giờ thì Io cũng đã ra rồi. Trong khi đó thì ở mid chúng ta có thể được rằng là Beatmaster và Darkseer đang farm khá tốt. Level thì đã Beatmaster hơn một tí khi mà Darkseer đi check rune, nhưng không được, khá là đen. Ở đây thì CK đã có giày, nhưng CK lại lên cho mình cái Magic Wand, do vậy cho nên là CK sẽ không thể có được cho mình cái Trap sớm được. Còn với Sokra thì Sokra đang có 1k3 tiền, do anh cần kiếm 100 tiền nữa thôi chứ có được cho mình cái Trap. Lúc này thì Darkseer búp tốc để có thể chạy khỏi vòng biết bao giờ hôn thi rồi. Một đấm nhưng không có mana để có thể làm gì. Không cần mình được. Như vậy là một mạng cho bên phía team Rattlesnake. Người mạng là Beatmaster với một pha solo kill. Và bây giờ thì đến cả thanh niên Go Black cũng dùng skill để có thể farm được. Họ không dám đến gần vì lúc này thì CK đã có được cho mình level 3 rồi. Một kéo, hai stun. Kéo lại stun, khả năng nằm của Lestrade và Io là rất cao. Sven trụ lại chắc lâu hơn một tí thôi. Darkseer, như vậy là Darkseer lên cho mình cái giày máu đi mid và giày máu bottle. Phút thứ 5, 44. Beatmaster ăn được một mạng và anh đang có được cho mình Magic Wand thêm rồi. Rất khó để làm gì được khi mà dưới này họ đang đánh rất cẩn thận. CK sẽ có kéo không được, như vậy là Io đã đi về. Io lùi lại rất hợp lý. Check rune, như vậy là lần này rune dành cho Darkseer với KDD. Sven lúc này đang deny với việc mà check rune. Darkseer đã khiến cho trip của bên phía team Rattlesnake phải lùi lại. Nhưng bây giờ thì với việc Darkseer lộ mặt ở mid rồi thì bên phía team Rattlesnake họ sẽ tiếp tục lên farm thôi. Đã stack được kem rồi vì mà phút thứ 6 mất cho mình mất cái sentry rồi. Nhưng bây giờ Lestrade nếu như đi lỗi hoàn toàn thì bị CK kéo lại và đó sẽ làm ác mộng cho bên phía team Quantic Gaming. Radiant's top tower is under attack. Vâng, có vẻ như là Darkseer ở team nào team đấy thua. Biết cô rồi CK. Không, như vậy là CM chứ không phải là CK. CM đã ra kịp thời và mạng thứ 3 cho bên phía team Rattlesnake. Trong khi đó thì ở dưới đá bi từ phía Io và Sven, nhưng Sun không giết được Vsec. Vsec quá cứng. Sven như vậy là anh ấy chưa có threat mà anh ấy lên cho mình cái Bracer. Lên Bracer và lên Magic Wand trước để cứng đã. Bây giờ thì CK lại có threat trước so với cả Sven rồi. Lượng farm thì CK kéo được Sven rồi. Nhưng Sun rất nhanh lấy từ phía Sven. Bây giờ thì đúng ra và Sun đi phía Sun. CK gây bảo nhưng mà vậy là một pha quá đẹp rồi. Như vậy là Tether trúng được cả Kabu. Kabu cũng sẽ là người lấy bảo tiếp theo. Hai mạng cho mình có thể mình. Họ đánh ra này. CK 3 giây sẽ có Sun. Cắn Magic Wand rồi. Sun được vào người của Vsec không đây. Đã bị rồi. Sun rồi. Như vậy là mạng thứ 3. Quá đẹp. Ra một kill cho Sokra. Mày mày. Tên về ra. Có ulti rồi. Như vậy là Io sẽ lên lên bảng. Io chết thay cho thanh niên Sven để Sven đi về được. 3 rồi 1. Quá đẹp. Ten. Darkseer có được cho mình cái NV bottle. Vừa rồi là một pha xử lý rất nhanh tay của Sven. Sun 1 giây đến, chính xác là một pha kéo đấy từ phía CK. Kéo xong chưa kịp tung cái stun thì Sven quay lại đấm thẳng vào mồm luôn. Và bên phía team Rattlesnake thì CK chết nhăn răng củ kiệu. Mà CK chết thì đương nhiên là hai sub của bên phía team Rattlesnake cũng sẽ khó lòng sống, bởi vì rằng là CK là tank chính trong cái challenge này.
Darkseer Envy lên đây nhưng để làm cái gì? Lúc này thì Lex TP xuống rồi. Cả Darkseer nó sẽ survive. Săn chúng được máy bay rồi. Này thì bìm, này thì bìm, này thì bìm. Misty và Master Conti rồi nhưng đã có Lex. Đã có Lex zone T nhưng CM đã chạy rất nhanh rồi. Bây giờ thì Lex bị có cân. Darkseer có ba cung rồi. CK thì bây giờ giết được một mạng này thì Lex rồi. Beatmaster là người ăn mạng được kêu Papi Diệu. Beatmaster CK, CK săn được rồi. 3 giây, 1 đấm, 2 đấm và người nằm xuống đấy là Lestra. 2 đổi 2. Sven tiếp tục được búp tốc lên từ Darkseer. Búp tốc Darkseer bây giờ để bắt CK. CK đang phải luôn lách ở đâu đây. CK có TP. Vâng, CK đã TP về nhà rồi. Trong pha vừa rồi thì Sven không chết. Sven lúc này đã có 3-0, 3 mạng rồi. Không chết mạng nào, trong khi đó CK mới chỉ giết được 1 mạng và đết 1 mạng. Ôi, lúc này thì đang đau bụng quá. Nói nhiều xong rồi bây giờ đau bụng. Io, Io đã ra đây với Sven và CM sẽ là người chắc chắn nằm xuống. Em chạy đi đâu khi ngày mai không đến? Một bình minh không tốt đẹp gì cho CM. Cô bé mùa đông đã chết mạng thứ 3 và đồ đang khá là nghèo. Còn với Sven thì lúc này đã có Thread, đã có 600 tiền. Phải chăng là BKB cho Sven? Với CK thì sao? CK đã có cho mình cái gì đây? Một con gà không có gì cả. Các bạn nhìn là đồ không có gì. Lex đang cố gắng đép nhưng ở đây có chim của Beatmaster và soi được động tĩnh của Lex ở đằng sau rồi. Bật bảo vệ chỗ lên, có TP ra, họ đép. Có đép sao đây? Vâng, mất trụ rồi. Trụ đầu tiên của trận đấu cho bên phía team Rattlesnake. By the gods, the Dire's bottom tower doesn't even smoke have arms to defend itself. Sven sẽ là đích nhắm của bên phía team Rattlesnake. Và chúng ta có thể nhìn ra được rằng là Sven lúc này vẫn đang đứng đây farm. Kéo cả creep vào đây để farm. Ở đây có đánh nhau anh người, đánh nhau đây. Beatmaster hú được rồi. Io dẫn người lên bảng với một pha hú đến từ Beatmaster. Cùng với đó là kéo lại đến với Sika. Sika lại có stun được không đây? Stun! Không được rồi, như vậy là stun quá ngắn. Thanh niên này dự là tập tạ không nhiều. Sven sẽ là người bị gánh tiếp theo. Máy bay ở đây rồi. Stun! TP xuống đến từ hai hero của bên phía team Quantic Gaming. Đó là Lich. Lich còn tê luôn. Bây giờ thì máy bay đã né ra được rồi. Máy bay ulti nhưng không trúng được Lich. Không trúng được. Lestra bị kéo lại và Lestra sẽ chết. Lex cũng lên bảng. Io, Io giết được máy bay nhưng Io cũng phải trả giá với mạng sống của chính mình. Sven thì TP về nhà được. Ok, bảo kê cho Sven về nhà. Thế là đúng rồi. Nhưng sẽ mất cái trụ thứ hai của bên phía team Quantic Gaming. Radiant's bottom tower was always the weakest tower. Darkseer trận này có vẻ như là anh ấy chưa thể hiện được nhiều. Bởi vì như chúng ta đã so sánh từ trước nay rồi. Như so sánh mà Cinderin đã làm rồi. Beatmaster level 6 hữu dụng rất nhiều với ulti của mình. Darkseer level 6 một chút vacuum, một chút Iron Cell, một chút búp tất, thậm chí còn không có ulti. Rất khó để có thể combat. Darkseer chỉ mạnh khi mà Darkseer đã có được cho mình cái lượng skill đủ. Mark Vacuum, Mark Iron Shell, 2 chấm vào World Replica, cùng với đó là lượng đồ. Có thể là Mekhan, có thể là Pai. Những item để cho Darkseer có thể cứng và tanh được. Bây giờ thì con chim của Vsec đã soi được Darkseer. Bên phía team Rattlesnake chúng ta có thể thấy được rằng là bên phía họ đang có khá nhiều chim. Chim của Beatmaster, một con chim có thể soi sai. Một con chim chỉ biết soi sai, không biết làm gì cả. Còn với Vsec thì thậm chí có tận 2 con. Và chim này còn gây đam nữa. Chim này khá là hữu dụng, gây đam này, stun này, soi này. Không như chim của Beat. Nhưng mặc dù vậy thì chim của Beat lại không phí tiền như là chim của Vsec. Đúng là tiền nào của nấy. Bây giờ thì bên phía team Rattlesnake tiếp tục quyết định là put cái trụ ở trên top.
Họ lở được 3 trụ ở ngoài rồi. Sven sẽ lên BKB đầu tiên. Xem với máy bay cũng sẽ lên BKB. Và hình như là cả CK. CK ở đây cũng sẽ lên BKB. Săn trúng Panzi rồi. Nục đàm ngược trở lại luôn, nhưng máy bay ulti quá đẹp. CK vào đây. Io Sven săn trúng. Như vậy là người lên bảng đó chính là CK. Dominating rồi. Sven không chạy được khi mà đã có một pha nục đàm rất đẹp. Lại một pha 1-3. What a brave tower. Radiant's top tower is under attack. About time. 1-3 và Sven lần này lên bảng. Quá lời. Bây giờ thì bên phía Team Red sẽ ăn Roshan với cái mề đay của Vsec. Trong khi đó thì CK đã giết được IO. Và như vậy là một pha solo kill của CK ở dưới. Trong khi đó thì Roshan đã được ăn và người cầm đấy là máy bay. Luo đang đánh máy bay khá tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Sắp có BKB rồi. Có vẻ như là kèo này ít đánh nhau, do vậy cho nên là ít đồ. Ít đồ đến từ phía các player. Vâng, kèo này bo 5 thực sự quá mệt. Đây là game thứ 3 rồi, tỷ số đang là 1-1 rồi. Hai game sau mà một bên thắng thì sẽ khá là nhanh. Nhưng nếu như mà hai game sau mà lại có một thanh niên nào đó mà lại throw sau đó đánh 5 game thì vui. Vâng, ở mid thì đã có một trụ cho bên phía team Quantic rồi. Nhưng bây giờ thì Lestrade đã bị nuke down và Lestrade sẽ lên bảng. Lich cũng ở đây nhưng làm gì được. Không, như vậy là vừa nhờ Lestrade chết rồi nhưng máy bay dự không được. Máy bay có khi nào máy bay mất energy rồi. Bây giờ thì ra Darkseer cũng đã ra. Máy bay sẽ bị focus thôi. Nó đi về. Đổi một mạng của Lestrade, lấy một mạng Roshan của máy bay. Vâng, đuổi theo rất tít. Đuổi rất tít và trúng được Buckingham có thể quá là khỏe. Biết đủ được Darkseer rồi, kéo lại săn rồi 2 giây và Darkseer lên bảng. TP dài để tìm phía Lestrade rồi. Có vẻ như clap của bên phía team Quantic đang khá là dày. Sven sẽ có một màn ở đây. Chờ là hạnh phúc hoa lên rồi. Stun như vậy là sao chụp con lợn? Tại sao lại sát con lợn? Bây giờ thì quay ngược trở lại đấm sóc ra có săn được rồi. Như vậy là chúng ai xin rồi và cũng rất đẹp đến phía Rasia. Nục đàm rồi chết được CK. Bây giờ đến lượt đặt tiền đến phía Rasia. Họ làm gì đây? Nục đàm đằng sau đến phía CK ăn được mạng đến từ Sven. Bây giờ làm gì đây? Máy sẽ có lần người chết rồi. Nhưng 3 hero đến phía Quantic lên bảng rồi. Bây giờ là hero thứ 4 đến từ bên phía Quantic cũng sẽ là người lên bảng. 2 mạng cho bên phía Quantic Gaming. Nhưng mà là 4 mạng cho Red Dragon Snake rồi. Ta sẽ phải bút tốc chạy đi thôi. Nhưng tại sao lại sờ tăn vào con lợn? Mình hỏi tại sao? Lúc này thì Anthony đã lên. Và không biết là Anthony có cát được giải solo hay không. Anh em ở đây đang rất mong chờ giải solo. Và liệu Anthony có thể confirm cho anh em đó là chú có stream hay không? Còn bây giờ thì có thể thấy được rằng là bên phía team Quantic Gaming họ đang có bất lợi rất lớn. 20-11 cho Rattlesnake rồi.
Có vẻ như là Lich là một cái pick mà quen thuộc đối với bên phía team Quantic Gaming, nhưng nó lại vô tình không tạo được những cái tác dụng lớn lắm khi mà bên phía team Rattlesnake họ có một lineup khá là cứng với 4 hero rất cứng luôn ở thời điểm này: máy bay, Beatmaster, CK và Vsec. Ok, Anthony đã confirm là sẽ stream được. Tí nữa thì Memeo sẽ gửi layout, lúc giữa giờ Memeo sẽ gửi layout cho Anthony. Và sau đó thì Anthony có thể cast được cái giải solo với cái layout đó, và cũng như là sẽ có thể cast được vòng bảng trong suốt 3 ngày tới. Bây giờ thì có smoke đến từ phía Quantic Gaming. Họ làm gì đây? Đá bi vào Sven rồi, Sven có BKB. Vâng, tự dùng là stun vào con đề. Tại sao Sokra why? Vâng, như vậy là Phong Cơ và CK đầu tiên. CK là người bản đầu tiên, Phong Cơ đầu tiên với Sven. Bây giờ làm gì đây? Phong Cơ và kế mạng bằng kịch mát. Vâng, như vậy là ulti từ phía Slick rồi. Ulti từ phía Slick. Nó đang đập. Chết đi là nó đang đập, chết đi. Bây giờ thì Sokra sẽ là người nằm xuống. Anh sẽ là người ra đi. Mất gem rồi. Radiant's top tower is under attack. Kéo được Lich nhưng không kéo được. Mặc dù vậy thì có tên lửa đến từ phía máy bay. Lich chỉ không có TP. Thiết nghĩ nên viết di chúc, sau đó thì chui thẳng vào trụ. Vâng, chạy cối chạy. Vâng, có vẻ chạy khá nhanh. Núp để làm cái gì? Kéo lại một đấm, một núp và một mạng tiếp theo cho lùa. Những đồi hoa sim. Chúng ta phải gọi là những đồi hoa Sven. Có khi tí nữa chúng ta sẽ phải có thêm một cô cát ngoài ý muốn, đó là Anthony vào đây bơi cùng với Mèo game cuối. Có thể là game cuối, và sau đó thì sẽ là Anthony sẽ tiếp tục bơi với màn stream solo, hoặc có thể thôi. Vâng, để cho Anthony bơi solo đi cho nó hưng. Còn mình sẽ cố gắng bơi nốt cái kèo bo 5 này. Sau đó sẽ đi ngủ luôn để mai lấy sức. Thực ra thì cũng chưa đi ngủ được đâu. Mai lấy sức để có thể cát được. Tuy nhiên thì có thể là sẽ thức, có thể là sẽ thức để xem phim, và sau đó thì đến một thời điểm nào đó muộn hẳn rồi, hoặc là lúc đó hãng ngủ. Và sau đó thì có thể là đến lúc thức lại phát là cát luôn, thì lúc đó nó sẽ không mệt, không buồn ngủ. Không hiểu tại sao Sokra lại săn thế. Hai pha săn như thế rồi, phải chăng là bán độ? Lúc này thì các bạn có vẻ là khá là mệt rồi. Với Mèo thì Mèo cũng thấy khá là mệt, bởi vì rõ ràng là với Mèo bên này đang là 11 giờ, gần 2 giờ sáng. Nhưng mà với Việt Nam thì lúc này đang là 6 giờ sáng rồi. Kèo này thì vẫn còn đang diễn ra, vẫn còn đang tiếp tục. Và lượng view của Dota 2 VN thì vẫn chưa có dấu hiệu là tụt xuống nhiều lắm. Và mình xin cảm ơn tất cả các bạn vẫn đang theo dõi stream của TIVN ở thời điểm hiện nay. Và mình biết rằng là 600 là con số không hề cao đối với một kênh stream hàng đầu của Dota 2, của Việt Nam hiện nay về Dota 2. Một kênh stream với chất lượng tuyệt vời, chất lượng video tuyệt vời, cùng với đó là kênh stream có subscriber mode đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên thì 600 view, một con số không hề bé nhưng cũng không hề to, một con số bình thường của stream Dota 2 VN. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm này, cái thời điểm 6 giờ sáng như này, thì Mèo vẫn trân trọng từng view một.
Không, bây giờ thì Sven vẫn tiếp tục đi farm và 1k rưỡi cho Sven rồi. Còn đối với bên phía team kia, vâng, nhìn qua lượng gold, lúc này gold đang là 7k rưỡi cho bên phía team Rattlesnake. XP đang là 6k. Lợi thế khá lớn cho bên phía team Rattlesnake. CK, BKB rồi máy bay carry chủ lực của bên phía team Rattlesnake đã có được cho mình cái Raheem và Dominator. Cùng với đó là một cái Ogre Club để lên BKB. Daxia 1k4 tiền rồi. Poi booster. Như vậy là gậy xanh cho Bucking Mad. Bucking Mad sẽ lên cho mình gậy xanh chứ không phải là Hex hay là giáp Siva. Ở đây đang có CK và Lestrak thì đang lang thang ở đây. Nếu như Lestrak bị CK soi thấy thì chắc chắn anh sẽ lên bảng. Bây giờ thì TP ra Daxia. Máy bay vẫn cố gắng để bắt được Daxia và Daxia sẽ TP về nhà rồi. CK sẽ có kéo stun. Chắc chắn là Daxia lên bảng rồi. Deny trụ thì về máy bay rồi. Bây giờ thì họ sẽ làm gì? Có thể nói lúc này thì Mel đang khá là mệt. Có lẽ là do ăn xong. Cần một cái gì đó để tỉnh. Cần một cái gì đó để tỉnh bây giờ. Và Mel biết rằng là có thể tỉnh được. Tuy nhiên thì muốn đi ra ngoài hóng gió thì cũng phải đợi hết game. Cũng phải đợi hết game để có thể coi như là làm gì được. Cũng phải đợi hết game để có thể cố cát hay là đợi hết game để có thể đi ra ngoài làm bất cả một cái gì khác. Và như vậy là Sven lên cho mình cái crit 1. Sẽ là crit 2 thôi. MOM chính xác là mod beat mask để có thể hồi máu. Vậy thôi. Roshan mọi người cầm tiếp tục là máy bay. BKB rồi. Bán đi mua Eagle Song. Mua. Đúng rồi. Nói không mua tí ra ngoài đánh cho chết bây giờ. Vâng, Phan Vy rất cẩn thận TP về nhà. Trong khi đó thì Sven đang farm stack Ancient. Khá thơm, 1k8 tiền rồi. Có thể nói kèo này đang là kèo khá khó rồi. Kèo này đang là kèo gọi là 70-30 cho Rattlesnake rồi. The Radiant should really do something about. Bây giờ thì bên phía team Rattlesnake put vào trụ thứ hai. Bật vào về trụ để mua thời gian cho CK, Sven và IO có thể put được cái trụ ở dưới. Vâng, hoàn toàn có thể lật kèo được nếu như team Anthony nói là thật, đó là một màn vàng cung đặt tường stun từ phía CK, Sven và tát cả thế giới. Vâng, kéo được thanh niên Lestrak rồi, Booster Lestrak nhưng không là gì được. BKB vòng 1, đấm 2, đấm 3, đấm 3 chết. Sven, BKB lên rồi. Vâng, có vẻ như là di chuyển hơi lỗi rồi. Liên tục bị ăn ulti đến từ phía Lich. Sven có săn, chúng được làm rồi, bây giờ thì làm gì? Daxia thì focus bởi con chim, như vậy là 3 con chim rồi. Đã có được cho mình gậy xanh đến từ phía Vsec. Radiant's top tower is under attack. Búp chống lên IO. Thôi xong. Số phận thảm mương. Courier này thì Courier. Vâng, làm được một mạng Courier cũng thơm. Radiant's top tower is under attack. About time. Vâng, Sven đã có MOM. Và thêm cả 2k6 tiền với việc anh ấy giết được một mạng.
Vâng, Sven sẽ lên cho mình cái crit 2. Đây rồi, đây đã lấy rồi. Đi farm 1k tư tiền. À nhầm, đi farm 1k 700. Ngáo rồi. Thanh niên cùng nhà phải gợi ý. Mình nhớ ra là 700 chứ phải nhìn mấy. Bây giờ thì Sven đã có 2.000 tiền rồi. Ra len farm nốt. Máy bay không dám lao lên, máy bay sẽ lên cho mình cái Butterfly. Vâng, nếu như mà lên Butterfly thì Sven rất đơn giản, chỉ việc lên cái gậy tôn ngộ không, chọc thẳng vào Sokra. Này thì lợn, này thì lợn, này thì lợn này. Vừa nãy giáo với ông. Ra farm nốt và sẽ có được cho mình cái crit 2. Lúc này thì có ganh đến từ phía Rattlesnake. TP về nhà rồi. Io, thôi xong, Io bỏ mạng nơi đất khách quê người. Dire's middle tower is under attack. Còn bây giờ thì Lestrak, vâng, Lestrak lên cho mình một cái kiểu build khá là gọi là cơ bản và cứng để trụ ở trong combat. Đó là một giày Tread và 3 Bracer. Cái style này chúng ta đã từng thấy với Tide Hunter. Máy bay đã có được cho mình cái Butterfly. Còn với Sven thì anh ấy đã có được crit 2 rồi. Những item cần thiết cho những carry của bên phía team Rattlesnake cũng như là Quantic. Bây giờ thì đang tìm chỗ để có thể gác chân. Ngồi kiểu này khá là mỏi, có khi là bị trĩ. Sven liên tục farm kem and xiển đã được stack. Rất thơm. Và khả năng là Sven sẽ lên cho mình cái smoke. Vâng, bây giờ thì smoke rồi. Smoke và bây giờ thì họ đi vào đâu? Vâng, có stun. Vâng, vẫn còn đó cái stun đến từ phía máy bay. Lúc này thì họ smoke nhưng ở trên đang là sự tụ tập của 5 Mero bên phía Rattlesnake. Sẽ là màn chém chuối cuối tuần của Sven. Sven sẽ cần một pha vacuum đẹp đến từ Darkseer. Vacuum stun đặt tường, bật mở mở ulti BKB chém cả thế giới. Đó sẽ là combo chuẩn của bên phía team Quantic Gaming. Radiant's top tower is under attack. About time. Liên tục là những cái màn né ganh đến từ bên phía hai team. Họ đang cố gắng để có thể cho những carry của bên phía team mình có được những farm nhất định. Sau đó thì họ mới đánh nhau. Họ vẫn đang chờ một cái điều gì đó, một sai lầm đến từ bên phía team đối phương để họ có thể tận dụng được. Lúc này thì Sven lại tiếp tục có cho mình 1k rưỡi tiền rồi. Go go go, tiếp tục là một smoke. Tiếp tục là một smoke và lần này thì họ đi vào trong hướng của Roshan. Và họ biết rằng lúc này Roshan đã có. À đâu, Roshan còn những mấy phút nữa cơ. Vâng, họ sẽ vào cái kem này. Một cái farm, một cái kem quá to anh ơi. Vào đây, vào đây. Không vào rồi. Ok, không vào thì máy bay đã lổ hết. 2k tiền rồi.
Vâng, sẽ lẩu con chim. Ba con chim của V-Sec. Và như vậy là gọi chim ra rất đúng lúc để không bị mất chim. Mất ba con chim này nghĩa là mất 300 tiền sẽ rất là phí. Smoke rồi. Sven stun mù các kiểu 4 giây rồi. Sven chết nhăn răng. Như vậy là combat có vẻ như thành công rồi. Io là người lên bảng. Vâng, như vậy là Lestrak là người lên bảng tiếp theo. TP về kịp. Đó là bất lợi. Vâng, như vậy là bóng. Cái bóng của Darkseer đã giết được một mạng đấy từ phía V-Sec. Bây giờ thì bên phía team Rattlesnake và Roshan, nhưng mà Roshan chưa có. Còn đối với Lich thì sao? Ghost Scepter để chống lượng ta đấy từ phía CK cũng như máy bay. Cùng với đó là lên cho mình cái gậy Fox. Trong khi đó thì Beatmaster đâu rồi? Thanh niên cứng 2013 vâng, đã có gậy xanh rồi. Với gậy xanh thì stun của Beatmaster sẽ rất xa, rất đau. Stun duration cũng rất lâu. Tiếp tục là gành đến từ phía Quantic Gaming. Nhưng có vẻ như là họ về phía Rattlesnake họ biết rồi. Liên tục lẩu chim, bây giờ thì Sven săn rồi. Beatmaster hú rất xa, nhưng CM sẽ là người nằm. Vâng, như vậy là Fox Tap lên rồi. CK đằng sau riêng lên xoa rồi. Vâng, và cuộc đẹp thương OT từ Village quá đẹp. Sven chém cả thế giới, nhưng lại toàn chém vào bóng là sao? Vâng, ok, giết được một thanh niên rồi. Nhưng CK OT không được rồi. Tap tiếp, vâng, nút đàm đến từ phía V-Sec, nhưng không chết được ai. Bây giờ thì không có một buyback nào cả, máy bay đã phải đi về rồi, đã có được cho mình cái Santanic. Sven đang khá cứng, có thể nói là trận này thì Sokra đang cân team. 2k7 tiền cho Sven rồi. Có nên lên hết hay không, hay sẽ là item khác. Roshan has fallen to the Dire. Và như vậy là Roshan lần thứ 3 thuộc về bên phía team Rattlesnake, và người cầm là máy bay. Chi sẽ là ngầm bởi V-Sec, nhưng mà họ hoàn toàn có thể chuyển qua chuyển lại cái Chi cho những player như là CK chẳng hạn. CK có cho mình được cái Chi thì CK sẽ cứng hơn bao giờ hết, sẵn sàng lao vào team bên cái team địch tanh, sau đó thì gần hết máu thì có thể cắn phát Chi vào đây rồi. Đúng những gì chúng ta dự đoán thì Chi do Beatmaster Berlin hô Fox Tap từ phía Bắc Kinh Mét quá nhanh, về CK liệu có kéo được không thì không kéo được. Trong khi đó thì Sven vẫn đang đi farm. Như vậy là Sven lên cho mình cái Asa Curious. The tower is doing its best, but it doesn't look good. Vâng, bên phía team Rattlesnake đang bait ở trong này. Chúng ta chờ xem. Những con chim của V-Sec đang làm những vụ sòi rất tốt.
Mình chém chim thôi. Mình chết được một con. Hai con kia chạy nhanh hơn. Ăn cái kem rừng. Liên tục là màn đi farm đến từ bên phía hai team. Oh shit! Motherfuck! Ah. Lúc này thì có một sự cố nhỏ nhỏ đến Radiant's middle tower is under attack. Rất xin lỗi tất cả các bạn. Radiant structures are fortified. Ngồi đây một lúc, vâng, lúc này thì đang có đánh nhau. Đúng lúc này là đánh nhau mới buồn. Radiant's middle tower has fallen. As all towers. Bây giờ thì làm gì đã? Kêu bốc tốc lên rồi, làm gì đấy? Sao bên bên lên rồi? Làm gì? Con đặt thương được rồi, vâng, bây giờ thì chém máy bay là người phóng đầu tiên. Nhưng mình vẫn sẽ là ngôi thi rồi. Lịch cũng là ngôi thi, nhưng Sven là người chết bản đầu tiên. Io vâng, như vậy là Sven đã back rồi. Và Io là người sẽ đi ra. Bây giờ thì Lestrade là người phóng đầu rồi. Sun được 2 giây, núp đá từ phía sách. Và Lestrade là người lên bảng khi mà không kịp phát sóc đây. Trong khi đó thì Sven ở đây. Stun rồi và cúm chém, nhưng có stun thì PCK kéo lại rồi. Lúc đam đến từ phía ulti của CM. Sven tuy không chết nhưng mà cũng giặt dẹo. Trong khi đó thì IO đã nằm với lúc đam đến từ phía VSEC rồi. Họ tùng lên đầu tiên, tiếp theo sẽ là lên ở dưới với sự tăng đến từ phía CK. Mèo vẫn đang phải xử lý khắc phục hậu quả. Radiant's bottom tower is under attack. I feel sad for them. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant's bottom barracks have fallen. Vâng, và cúm quá đẹp rồi. Nhưng mà Beastmaster đã quay trở lại với cái cheese CK. Vâng, bây giờ thì đến lượt cả Santanic nữa. Có lẽ là GG rồi. Có lẽ là GG. Phi búa quá hay đến từ phía Beastmaster. GG từ phía Goblack rồi. 2-1 cho Raptor Snake.